Điện tử công nghệ cao Văn Toàn hotline 0333 444 448. Hôm nay xin giới thiệu với toàn thể các bạn một dòng sản phẩm thiết bị định vị nghe lén ghi âm giá rẻ. Nó chính là chiếc DVK01 đang được rất là nhiều các bạn hỏi, các khách hàng quan tâm đến dòng sản phẩm này. Thì hãy liên hệ ngay đến số điện thoại qua Zalo, số điện thoại 0333 444 và 448. Đấy, với cái dòng sản phẩm thiết bị định vị nghe lén ghi âm DVK01 này thì nó có kích thước siêu nhỏ và ở mặt sau nó có lăm châm dính giúp các bạn có thể là giám sát được xe cộ đi đâu, gắn vào theo dõi con mình xem là có đi học hay không, hoặc là giúp mình định vị được vị trí của các phương tiện. Bên cạnh đó thì nó còn có chức năng nghe lén, tức là mình ví dụ các bạn đặt cái thiết bị này vào xe hoặc là đồ dùng cá nhân của cái đối tượng mình cần theo dõi thì ai gần cái thiết bị này nói gì là mình nghe được hết. Hoặc là các bạn cũng có thể đặt cái thiết bị này vào trong phòng của cái người mình muốn nghe ấy, thì khi người trong phòng đấy nói gì là các bạn nghe được hết. Nghe bằng cách là lấy điện thoại của mình gọi vào cái sim trong này. Trong cái máy DVK01 này sẽ sử dụng cái sim để kết nối điện thoại mình với cái máy này để nghe nhé. Các bạn muốn nghe thì lấy điện thoại mình gọi vào trong này. Và hiện nay trên thị trường đang quảng cáo các dòng thiết bị như này mà đọc được tin nhắn hoặc là không cần đặt vào xe hoặc là đồ dùng cá nhân mà vẫn theo dõi được, thì mình xin khẳng định là không có sự thật nhé. Đấy là toàn là lừa đảo thôi chứ không có thật, nên các bạn lưu ý. Ngoài các chức năng đấy thì nó còn có chức năng là xem lại quãng đường xe di chuyển này, rồi thiết lập hàng rào cảnh báo an toàn. Và cái phần nghe lén thì nó sẽ có tự động gọi lại khi có tiếng động, nên là khi như các bạn đặt cái vị trí này lên một ô tô chẳng hạn này, thì ai trên ô tô khi có người nói chuyện là nó sẽ tự động nó gọi lại vào điện thoại của mình để mình nghe. Đấy, đây là toàn bộ chức năng của thiết bị này, chứ nó không hề đọc được tin nhắn cũng không theo dõi được số điện thoại đâu nhá. Đấy, cái này thì các bạn có thể gắn vào xe máy, ô tô, túi xách hoặc là đặt ở trong phòng. Đấy, thì các bạn muốn gắn vào xe máy ô tô thì nó đã có lam châm dính nhá. Đấy, rất rất dính luôn này. Đấy, các bạn ấy thoải mái nhá. Đấy, lam châm dính rất chắc luôn. Yên tâm không sử dụng được tại vì nó thiết kế chuyên cho các bạn gắn vào ô tô xe máy rồi. Nên các bạn yên tâm sử dụng nhá. Thì các bạn nào mà đang quan tâm đến sản phẩm này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến số điện thoại để nhân viên bên mình tư vấn nhé. Đặc biệt là kết bạn Zalo tư vấn và tham khảo rất là nhiều sản phẩm trên Zalo của mình. Đấy, thì theo bộ sản phẩm này thì nó sẽ có một cái dây sạc đây. Theo bộ sản phẩm này nó sẽ kèm theo một cái dây sạc nữa các bạn nhé, và một tờ giấy hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh. Đấy, còn khi các bạn mua hàng thì mình sẽ kèm theo vào cho các bạn là một tờ giấy hướng dẫn sử dụng chi tiết bằng tiếng Việt, nên các bạn yên tâm. Các bạn nào mà không biết tiếng Anh thì có thể đọc tờ giấy hướng dẫn bằng tiếng Việt. Cái sản phẩm này nó rất dễ dùng. Đấy, rất rất dễ dùng nhá. Người già, người trẻ hoặc là lớn tuổi, trẻ tuổi đều có thể sử dụng được hết. Đấy, nên các bạn lưu ý là các bạn cứ mua là bên mình sẽ có nhân viên kể, có video hướng dẫn chi tiết, có giấy hướng dẫn chi tiết và có nhân viên gọi điện video cho bạn cài đặt. Ok, các bạn nào ở Hà Nội và Sài Gòn thì có thể qua trực tiếp cửa hàng của bên mình để xem hàng và thử hàng trực tiếp. Còn các bạn nào ở xa không đến được thì mình sẽ gửi qua đường bưu điện hoặc đường xe khách cho các bạn nhé. Các bạn yên tâm. Còn bây giờ thì mình sẽ đi vào hướng dẫn qua các bạn sử dụng cái thiết bị này. Nó rất là đơn giản và dễ sử dụng thôi. Thì để sử dụng được nó thì các bạn phải chuẩn bị cho mình một cái sim. Sim thì nhà mạng nào cũng được nhé. Và các bạn muốn nghe lén thì nạp tiền vào sim 50 nghìn, 20 nghìn là được hết. Còn các bạn nào muốn định vị thì vui lòng là đăng ký mạng cho cái sim này nhé. SIM thì các bạn có thể chuẩn bị, hoặc là nếu mà các bạn nào mà không có SIM thì bên mình sẽ hỗ trợ các bạn SIM nhé. Còn các bạn nào muốn ghi âm thì các bạn chuẩn bị cho mình một cái thẻ nhớ là tối đa 128 GB. Thẻ thì các bạn có thể mua trực tiếp bên mình với cái giá 100.000 nhé. Ok, bây giờ các bạn sẽ nhìn đây nó sẽ là cái chân sạc này. Đấy, chân sạc ở đây thì sẽ là cái móc treo để các bạn móc vào xe máy ô tô. Đấy, đây sẽ cậy ra, mình sẽ cậy ra cho bạn xem này. Đấy, đây nó sẽ có cái khe cậy nhá. Bên này nó kín, bên này có khe cậy. Thì ở bên trong nó thứ nhất thì nó sẽ có cái mã vạch để bạn quét. Đây, cái mã vạch này để quét là đăng nhập. Có hai cách đăng nhập bằng mã quét mã hoặc đăng nhập bằng tay. Thì nó mình sẽ hướng dẫn. Và ở giữa thì nó sẽ có một cái nút tắt bật. Đây, cái nút con ở giữa là nút tắt bật nhá. Muốn bật nó thì dí liền, mà muốn tắt nó thì cũng dí liền, khoảng 5 đến 7 giây. Ở đây sẽ là cái khe cắm sim này. Và đây là sẽ khe cắm thẻ nhớ đây. Bên trên nó sẽ là ba cái đèn báo tín hiệu cho các bạn biết. Đấy, bây giờ thì mình sẽ thao tác lắp sim vào cho các bạn xem. Lắp sim bằng cách là kéo, đặt tay vào cái lỗ này, kéo nó lại.
cho cái sắt này nó lùi lại nhá. Rồi mở khay sim lên, các bạn chỉ cần đặt sim vào theo chiều khuôn của nó nhá. Đây khuôn nó sẽ đầu vát đây, thì mình đặt cái đầu vát vào. Đặt cái đầu vát nó vào, rồi đóng nó vào là được. Đấy, ok. Như này là đã thành công lắp sim này. Các bạn lưu ý là nó phải bám vào như này mới nó nhận sim nhá. Còn các bạn nào muốn ghi âm thì lấy cái thẻ nhớ đặt lên trên rồi dí nó vào thôi. Sau đó các bạn khởi động nguồn nó lên. Đấy nhá, khởi động nguồn thì các bạn dí liền. Lắp sim và lắp thẻ xong thì mới khởi động nguồn nhá. Còn mà các bạn nào mà đèn nó nháy nháy trước rồi mà các bạn lắp sim và lắp thẻ vào ấy, thì các bạn phải dí liền cho nó tắt hết đi. Rồi dí liền bật lên thì nó mới nhận sim. Còn các bạn khi lắp sim vào mà không tắt đi bật lại là nó không nhận sim đâu nhá. À, và cái với cái dòng máy này thì nó sẽ chỉ sáng hai đèn thôi. Nhiều bạn hỏi sao cái dòng máy N16S nó sáng 3 đèn mà cái dòng này là sáng 2 đèn thôi, thì cái dòng đấy nó đắt tiền hơn thì nó sẽ sáng 3 đèn. Còn cái loại này thì như mình đã giới thiệu nó là hàng giá rẻ, chất lượng nó kém hơn. Thời lượng pin của cái máy này các bạn cũng chỉ dùng được khoảng 3-4 ngày thôi, chứ nó không còn lâu đâu nhá. Đấy, khi xong thì các bạn đây, đóng nắp vào thì nó sẽ như bình thường như này. Đấy, và có nam châm, các bạn muốn gắn ở đâu thì gắn ở đó thôi. Đấy, rất ok. Còn bây giờ về phần điện thoại thì các bạn nó sẽ có hai phần chính, đó chính là cái phần định vị và phần nghe lén. Thì với cái phần định vị trên cái thiết bị DBK01 này thì các bạn tải cho mình cái ứng dụng là GPS365 như trên màn hình đây. Đấy, các bạn tải cho mình cái ứng dụng GPS365 như trên màn hình nhé. Các bạn nào dùng iPhone, Samsung đều tải được hết. Đấy, khi vào thì các bạn ấn vào GPS365 thì nó sẽ ra giao diện như này. Và bây giờ thì mình sẽ bỏ đây ra để đăng quét mã đăng nhập này. Đấy, đây. Như mình đã nói thì nó sẽ có hai cách đăng nhập. Cách đăng nhập thứ nhất là các bạn quét mã. Quét mã thì các bạn ấn vào đây. Đấy là để quét mã nhé. Còn cách đăng nhập thứ hai là mình nhập bằng tay vào. Đây các bạn, cái dãy số 35631404 này thì các bạn nhập hết vào dòng bên trên. Và cái dòng bên dưới thì các bạn nhập cho mình cái password mặc định của nó là 123456 nhé. Ok, đấy là cách đăng nhập thứ nhất. Còn cách đăng nhập thứ hai là quét mã nhé. Quét mã thì quét mã cho nhanh. Nhiều điện thoại nó không hỗ trợ quét mã thì các bạn phải nhập bằng tay nhé, chứ không phải điện thoại nào nó cũng quét được mã đâu. Nhưng mình dùng iPhone này thì quét mã ok này. Nhưng mà nhiều dòng điện thoại nó không cho quét mã. Khi các bạn quét mã xong rồi thì các bạn chỉ cần đóng cái nắp này vào thôi. Đấy, khi đã kết nối quét mã xong rồi, bây giờ đóng nắp này vào và muốn theo dõi cái xe nào thì đặt vào xe đấy, hoặc là đặt vào đồ dùng cá nhân của họ, hoặc là đặt vào phòng để nghe lén. Khi các bạn đã lắp sim kết nối thành công này rồi thì đặt cái này đâu cũng được. Bây giờ mình điều khiển qua hết điện thoại nhá. Đấy, cho nó đâu cũng được. Đấy, gắn vào một chỗ. Ok, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn xem định vị với lại kết nối nghe lén ở trên điện thoại này. Thứ nhất là phần định vị nhá. Phần định vị các bạn ấn vào chữ check này cho mình này, là xem định vị nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy không ạ? Phần định vị thì sẽ ra định vị như này, rất là rõ. Đấy, các bạn muốn biết rõ địa chỉ nữa thì ấn cái mặt người, thì đây nó sẽ ra một cái thông số kỹ thuật, tất cả thông số kỹ thuật đây. Các bạn ấn vào view address thì nó sẽ hiển thị là số nhà, tên đường. Đấy, như các bạn ở thành phố thì nó sẽ hiển thị số nhà, ngách ngõ, đường, rồi ở huyện quận nào. Đấy, được chưa? Ok, đây là thông số kỹ thuật, đây là phần trăm pin này, sóng này. Đấy, máy đang in motion là máy đang hoạt động này. Ok, còn các bạn muốn xem đây, khi các bạn nó sẽ hiển thị hết ở đây nhé. Các địa chỉ nổi tiếng này, hoặc là các nhà hàng quán hát này, số nhà bao nhiêu này. Hoặc các bạn sẽ muốn xem vệ tinh thì các bạn ấn vào quả cầu bên trên này thì các bạn sẽ xem được vệ tinh đây. Nó xem vệ tinh từng nóc nhà một nhá. Đây, địa chỉ mình đang ở giữa đây luôn. Nó sẽ là ở cái nóc nhà này. Đấy, đây. Đó, nói chung là cái này định vị vệ tinh chuẩn 100%. Xem trên bản đồ trực tuyến. Đó, đây là phần định vị nhá. Còn cái phần xem lại quãng đường xe di chuyển thì các bạn ấn vào cái phần playback này cho mình này. Sau đó cho confirm. Quãng đường xe di chuyển thì các bạn xem tối đa được là 90 ngày. 3 tháng. Thì các bạn chọn đây, hôm nay này, today là hôm nay. Day after là hôm qua này, before này. Là các bạn chọn từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu. Sau đó các bạn chọn confirm là ok nhé. Đó. Ngoài ra thì cái này nó cũng có chức năng như cái N16S, đó chính là thiết lập khi xe đi ra khỏi vị trí an toàn thì các bạn chọn cái phần friend care là hàng rào cảnh báo.
Đấy, với cái hàng rào cảnh báo này thì mình có thể cài đặt, ví dụ như đặt đặt cái xe này vào, đặt cái thiết bị đến với các không một là xe con mình tại Ngô Xá này. Đấy thì khi đây mình đặt 500 m nhá. Đấy, mình đặt đây mình đặt 1.000 m đi. Một cây số 1.000 m là một cây. Đấy thì khi con bạn, cái xe của con bạn được gắn cái thiết bị này mà nó đi ra khỏi cái vùng 1.000 m này thì nó sẽ tự động nó báo về điện thoại của mình biết là xe đang di chuyển, tức là nó đi ra khỏi cái vùng mình cài đặt cảnh báo này thì nó sẽ di chuyển. Như là khi các bạn gắn xe vào xe nhà mình ấy, mà đêm hôm tự nhiên nó báo động là xe đi mất thì chắc chắn là đã bị trộm nhá. Đấy, các bạn lưu ý đấy, phần này thì cài đặt như thế, sau đó các bạn xếp lưu nó vào là ok. Đó, đây là cái phần định vị nghe lén và đây là cái phần định vị xem lại quãng đường xe di chuyển và thiết lập cảnh báo an toàn thì các bạn là làm như thế. Còn về cái phần nghe lén nhé, nghe lén thì các bạn vào phần tin nhắn của điện thoại, sau đó các bạn soạn cho mình một tin nhắn để kết nối với cái SIM ở trong cái thiết bị này. Đấy, nếu các bạn mà không kết nối là không thể gọi được đâu nhé, trừ các bạn bắt buộc phải kết nối mới gọi được, còn không các bạn gọi vào sẽ thuê bao của máy bạn, nên nhiều bạn mua về chưa kết nối mà cứ gọi vào sau bảo là sau gọi vào toàn thuê bao với máy bạn nhé. Đấy, mình lưu ý các bạn để kết nối thì các bạn soạn nội dung tin nhắn đến là số điện thoại trong cái cục DVK01 này nhá, người nhận là số điện thoại đây, mình lưu nó là test định vị đấy, ok, người nhận là số điện thoại trong cái cục này nhá. Còn nội dung thì các bạn ghi cho mình là 000 thăng số điện thoại trong điện thoại nhá, 0942 262 345 đấy, thăng rồi gửi đi. Đấy, đây là cái lệnh để kết nối điện thoại với cái cục này, các bạn phải soạn như này thì mới kết nối được nhá. Còn nếu mà không soạn đấy thì nó sẽ trả lời một cái tin nhắn là xác nhận là admin, mình phải là admin của cái máy chủ này thì mình mới gọi được đây. Đấy, bây giờ ví dụ các bạn đặt cái thiết bị này trên ô tô rồi này, điện thoại mình đang ngồi ở nhà nghe này, cục này không phát ra âm thanh tiếng động hình ảnh nào luôn nhá, nên các bạn yên tâm dùng không bao giờ bị lộ được. Mình sẽ để xa ra một chút. Alo alo 1 2 3 4, alo 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 1 2 3 4, alo alo. Đấy, đây chính là cái chức năng nghe lén đấy, các bạn thấy không ạ, chỉ cần lấy điện thoại của mình gọi vào thôi là có thể nghe được hết âm thanh xung quanh nơi mình đặt cái thiết bị này. Ừ, bây giờ khi mình đã kết nối nghe rồi thì các bạn ví dụ cứ đặt trên xe thôi, muốn nghe thì gọi thôi, còn là các bạn muốn ghi âm nhá, muốn ghi âm đây, ví dụ cái này đặt ở phòng này rồi mình nghe được rồi, bây giờ muốn ghi âm thì các bạn soạn tên cho mình là 3 số 1 gửi vào số điện thoại đấy, số điện thoại trong này là ghi âm nghe lại hết luôn đấy, cái ghi âm này thì các bạn sau có thể nghe lại được đấy. Mỗi lần soạn tin nhắn thì nó sẽ trừ 100 con là cái trong cái SIM này nó phải có tiền để nó trả lời lại tin nhắn, còn nếu mà nó không có tiền hoặc hết tiền thì nó sẽ không trả lời được tin nhắn nhé. Nếu các bạn soạn tin nhắn kết nối thì nó phải có tiền thì mới trả lời được tin nhắn này này, hoặc là cái chức năng tự động gọi lại thì các bạn cũng phải có tiền ở trong này thì nó mới gọi lại được. Đấy, đây là ghi âm này, start correct con 10 này, bắt đầu ghi âm là các bạn có thể sử dụng chức năng tự động gọi lại khi có tiếng động, là soạn 3 số 3 là tự động gọi lại khi có tiếng động nhé. Đó, nói chung là cái máy này nhỏ nhưng mà nó rất rất là nhiều chức năng đấy, nó chỉ mỗi không đọc được tin nhắn như trên mạng nó giới thiệu thôi, còn những cái chức năng như mình giới thiệu thì nó khá là ok đấy, rất là nhiều chức năng định vị nghe lén ghi âm xem lại quãng đường xe di chuyển, tự động gọi lại khi có tiếng động, xem lại cảnh báo khi thiết bị ra khỏi hàng rào an toàn, cái này còn có cả nam châm dính luôn, và cái giá thành nó rất là rẻ. Các bạn mà mua hàng thì sản phẩm này mình đang xả hàng cái mùa dịch Covid đấy, các bạn nhìn này, nó tự gọi lại cho mình này, đây là tự động gọi lại khi tiếng động mình nghe này, alo 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 alo, để gần thì nó sẽ bị xung đột sóng này, để xa không sao nhá, để xa không sao này, để gần này được chưa. Cái này thì các bạn bật loa trong là nó không bị tiếng lèo bèo, còn khi các bạn sử dụng, đây là quay video thôi, còn khi các bạn sử dụng thì máy một nơi, điện thoại một nơi thì không bao giờ bị, nên các bạn yên tâm. Đấy, tắt đi.
Các bạn muốn hủy cái chế độ tự động gọi lại của nó đi nhé, thì các bạn soạn cho mình là 365 gửi. Đấy, soạn 365 gửi đi là xóa cái lệnh tự gọi lại đi thì nó sẽ không gọi lại nữa. Đấy thì rất là đơn giản thôi. Khi hết pin thì mình sạc vào là sử dụng được. Nó trả lời tin nhắn này. Đấy thì vừa rồi thì mình đã qua độ 15 20 phút thì mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng thành thạo một chiếc thiết bị định vị nghe lén giá rẻ DVK01. Thì qua clip này, các bạn nào đang có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc là Zalo 0333 444 448 để được sở hữu cái dòng sản phẩm này. Và mình xin nhắc lại là thiết bị này không đọc được tin nhắn nên các bạn lưu ý nhá. Còn các bạn nào muốn mua hàng thì hãy qua trực tiếp cửa hàng của mình ở Hà Nội và Sài Gòn để mua hàng. Các bạn nào ở xa không đến được thì mình sẽ gửi qua đường bưu điện hoặc đường xe khách cho các bạn. Các bạn nhận mua hàng bên mình là nhận hàng được bóc hàng ra kiểm tra và dùng thử nhá. Đúng chất lượng như mình giới thiệu đây thì các bạn thanh toán tiền cho nhân viên giao hàng, còn không thì các bạn trả lại hàng. Đấy, với dòng sản phẩm này thì bên mình bảo hành cho các bạn trong vòng 1 năm, lỗ mình đổi mới hoàn toàn cho các bạn luôn. Đấy, ok, các bạn nào mua hàng thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình nhá. Và đừng quên đăng ký kênh YouTube Đăng Phát để được miễn phí ship trên toàn quốc khi các bạn mua hàng. Xin chào.